Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Quý vị thân mến, một vấn đề lớn của các trader đó là tìm được một điểm đặt dừng lỗ đáng tin cậy có thể giúp cho vị thế có hiệu lực cao. Khi nhiều trader nhận ra được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro thì họ lại gặp phải khó khăn làm sao đạt được điểm dừng lỗ để hạn chế gặp phải một chuỗi dừng lỗ liên tục. Video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách thức đặt dừng lỗ nhanh mà hiệu quả hơn nữa lại còn rất dễ xác định. Sử dụng hỗ trợ kháng cự là nhiều trader sẽ đặt các lỗ ngay bên dưới hỗ trợ, bởi vì nếu hỗ trợ bị phá vỡ thì giao dịch cũng hết hiệu lực. Tuy nhiên, cách đặt dừng lỗ này đã bỏ qua vài nguyên tắc cơ bản trong cách thị trường vận hành. Thực tế thì không phải sự phá vỡ nào cũng làm mất hiệu lực giao dịch của bạn. Khi xem xét các mức dừng lỗ, bạn nên chú ý vào những điểm rõ ràng vì nhiều trader sẽ chú ý đến nó, đặc biệt là những người thực sự có thể di chuyển được thị trường. Thị trường có rất nhiều tín hiệu nhiễu mà bạn cần phải giải thích được. Sử dụng đường trung bình động. Đường trung bình không phải là cách tốt nhất để đặt điểm dừng lỗ, nhưng nếu bạn biết cách sử dụng một cách kỷ luật thì có thể đảm bảo được cho chất lượng của các điểm cắt lỗ. Tuy nhiên, việc đặt dừng lỗ theo đường trung bình động cần được thực hiện trong điều kiện thị trường có xu hướng hoặc ít nhất là điểm vào lệnh của bạn phải trên mức trung bình. Sử dụng chỉ báo ATR Stop, đây là một chỉ báo được nhiều trader sử dụng trong việc đặt dừng lỗ và chốt lời. Đây là một cách thức đặt dừng lỗ khách quan và khá hiệu quả. Cách mà nhiều trader thành công sử dụng đó là đặt dừng lỗ dựa trên bội số của ATR. Việc bạn là xác định được bội số ATR hợp lý. Nếu bạn thực hiện mua mũi tên hướng xuống thì điểm dừng lỗ được đặt theo bội số của ATR như 1 ATR, 2 ATR, v.v. Ba cách đặt dừng lỗ này đều rất đơn giản, nhanh và hiệu quả mà lại được rất nhiều trader sử dụng. Các bạn nên dựa trên phong cách giao dịch, phương pháp của bản thân mà sử dụng để lựa chọn chiến lược dừng lỗ cho phù hợp. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.